Hello, xin chào các bạn. Ở video trước mình có giới thiệu sơ về cái máy ép trứng của mình, thì do cái thời lượng nó hơi dài quá nên mình không có quay chi tiết được. Thì hôm nay mình dành trọn cái video này để mình nói về cái máy ép trứng của mình, máy ép trứng Nalea. Mình vào bên trong. Đây là cái thiết kế cá nhân của mình ha, tất cả những chi tiết, những cái linh kiện, bất cứ cái gì đều là do mình tự làm hết, tự mình thiết kế hết. Có cái chiều, nó có cái chiều chiều ngang á, là chiều 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 dài của nó là 1 mét, chiều cao là 6 tấc, chiều rộng là 6 tấc luôn. Máy này thiết kế cho khoảng 300 trứng Nalea, đúng là 300 trứng Nalea, còn trứng gà chắc khoảng 280 290 gì đó. Trứng gà nó to hơn trứng Nalea một tí. Thì mình đi chi tiết vô cái những cái bộ phận ở ngoài, đi từ bên ngoài vô bên trong. Đây là cái bộ phận rất là quan trọng, đây là cái trung tâm điều khiển của toàn bộ cái máy ấp trứng của mình. Mình thiết kế mình để riêng ở bên ngoài, mình không có để chung vô cái thùng ấp như những cái thiết kế khác. Vì những cái linh kiện mình là những cái linh kiện điện tử á, cái máy mình nó có cái bộ phận phun sương á, tạo hơi ẩm cho cái máy ấp trứng của mình, nên những cái hơi ẩm này nó mà bám vô những cái linh kiện điện tử của mình thì nó không tốt. Như như mùa rồi đó mình đã bị hư một số cái linh kiện, nên mùa nay mình thiết kế là mình để riêng ở bên ngoài, tránh được cái lượng hơi ẩm nó bám vô những cái linh kiện điện tử của mình. Thì bộ phận chính của mình á, cái đầu dò nhiệt đây nè, là mình sử dụng cái Ford 1004 của Hàn Quốc á. Thì mình cũng xài nhiều cái đầu dò nhiệt lắm rồi nên thấy cái này rất là hiệu quả. Mình đã từng xài những cái máy ở thùng xốp, những cái máy nói chung là nhiều lắm. Tới bây giờ chắc khoảng hơn chục cái. Mình tự làm cũng nhiều cái rồi, cũng chia sẻ lại cho anh em nuôi gà hoặc là nuôi vịt gì đó, nhiều nhiều cũng nhiều người mình chia sẻ cho nhiều người lắm. Rồi đây là mình sử dụng cái Ford 1H, là cái đầu dò ẩm á, cái đầu dò ẩm của thằng của chung cái hãng này luôn. Thì mỗi một cái đầu dò như này nó làm một cái bộ phận riêng biệt, nên nó hoạt động độc lập hơn. Còn những cái đầu dò khác 3 trong 1 hoặc là 2 trong 1 gì đó, bất cứ cái gì đó, thì một người thì các bạn cũng biết là nó không thể nào mà làm một lúc 2 3 việc được, nó chắc chắn là nó không có chất lượng bằng mỗi người làm một việc rồi. Như thế mình làm thiết kế ra nó riêng biệt từng bộ phận ra. Thì mình đi sâu vô vô trong cái trung tâm điều khiển của cái máy này. Đây mình sử dụng cái hộp này, cái tích tủ điện đó các bạn, tủ điện của Lio vậy đấy. Đây, đây mình làm như vậy cho nó an toàn hơn. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là chống lỡ như có mưa gió gì nó tạt đấy, cũng đỡ, không có mưa gió nó không có tạt vô được cái linh kiện điện tử của mình. Đây là đầu dò nhiệt ha, đây là cái đầu dò ẩm của hãng Contest của Hàn Quốc á, chung là của Hàn Quốc. Rồi đây là cái đồng hồ hẹn giờ đảo trứng á, đây mình đã lập trình nó sẵn rồi. Mình đã nó cái này nó này có nó tới 17 chương trình lận. Mình các bạn tham khảo ở trên 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 mạng nó nhiều lắm, nó hướng dẫn các bạn lập trình đó để cài những cái chương trình để phù hợp cho cái loại trứng của mình, phù hợp cho cái máy ép trứng của mình. Còn đây là cái như cái volume vậy đó, nó chỉnh cho cái tốc độ gió, chỉnh tốc độ gió cho cái quạt của mình, cái lượng gió nó vừa đủ với cái thiết kế của mình. Còn đây là những cái linh kiện dây điện đồ linh tinh, tôi cắm rồi linh tinh đó. Thì đây mình đóng nó lại. Còn bên đó là cái nước, cái hộp nước để mình tạo ẩm cho nó đây, để mình dẫn nước vô bên trong, có bộ phận ở bên trong nó tạo ẩm cho cái
máy của mình, đây là những lỗ thông khí. Hai bên mình có sử dụng mình có khui hai cái lỗ thông khí hai bên. Bên đây nữa là đây hai lỗ nữa. Đó, một cái lỗ là để lấy oxy vô, một cái lỗ là để nó tản bớt cái nhiệt nóng ra bên ngoài. Còn cái lỗ ở trên này á là để nó đẩy cái khí CO2 lên trên thoát ra ngoài. Rồi mình mở cái cửa đó ha. Đây. Xem bên trong nó có gì đây. Đây. Đợi cho bóng đèn nó bật sáng lên đi mình quay vô bên trong. Tí xíu à, mở cửa ra tí xíu là nó thiếu nhiệt nó sẽ bật lên. Mình thiết kế gồm đó, bóng đèn nó bật lên đó các bạn. Mình thiết kế gồm 3 khay. Gồm 3 khay. Một ô như thế này là 10 trứng. Một khay nó gồm 10 ô. Mình chia ra nè. Mình có dùng cái dây kẽm á, mình chia ra. Chia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ô. Vậy là sau khi có những ô đó mình lựa cồ lựa trống ra thì nó còn khuyết. Vậy là đối với trứng la le là một khay như vậy là 100 trứng, là 10 ô. Mỗi khay như vậy là nó độc lập với nhau các bạn ha. Mình kéo ra kéo vô vệ sinh nó được. Vệ sinh nó dễ, để chút mình kéo ra cho các bạn xem. Thì đây, ở dưới đây là một khay, hai khay. Cái khay trên này á, cái khay trên cùng đó do mình thiết kế cái nhiệt độ cái hơi nóng nó thổi từ dưới đây lên nên những cái trứng mới á nè, từ cái bóng đèn sợi tóc của mình nè, những cái trứng mới dưới đây á nó sẽ chịu nhiệt cao hơn cái khay giữa và khay cuối. Cái khay cuối cùng á là cái để cho mình cái khay trên cùng là mình để cho nó nở. Đây là những cái trứng này nó nở nè. Những cái trứng này trứng sắp nở nè. Để riêng hai cái gỗ trứng nở như thế này đó là để mình đang thử nghiệm một cái cách là chọn trứng trống trứng mái đó các bạn. Này mình có làm dấu nè, chữ T là trứng trống đó. Trứng trống trứng mái. Có những trứng nó đang khẽ mỏ rồi. Chắc khoảng mai hoặc là mốt gì nó nở nè. Đây. Trứng này nó đang khẽ mỏ nè các bạn. Đó. Nó đang khui rồi đó. Nó đang khui. Bên trứng này bên đây mình không có làm dấu. Vô được mấy cái đợt trước á mình gửi gà nó ấp á. Nó nở vào ban đêm á, mình không có kịp theo dõi nó. Nên trứng này mình để hai gỗ riêng biệt như vậy, thử nghiệm cho vui thôi. Đây, trứng trống trứng mái. Đang trong quá trình khẽ mỏ, đang chuẩn bị nở. Thì mỗi cái khay như thế này á là mình để mình để dưới đây đi. Để dưới đây cho nó trống chỗ một chút, mình đem cái khay ra. Bây giờ mình đi mấy cái khay trước thì mình đi mấy cái chi tiết không. Cái máy ép trứng này nó nhiều chi tiết lắm. Bây giờ mình quay 2-3 cái video nó còn không hết nữa. Mình quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Cái khay này thôi. Này, nó hoạt động độc lập như thế này. Ở dưới là mình dùng lưới. Dùng lưới. Mình kéo ra kéo vô dễ. Mình kéo ra cho các bạn xem khay. Đây. Kéo tới đây thôi. Đó. Nói chung là nó kéo ra kéo vô vậy rồi. Mình lấy dây điện ra ha. Kéo ra cho các bạn xem khay. Đây. Đây. À, mình dùng gỗ á các bạn. Cái gỗ để mình làm cái khay. Vì sao mình không có dùng nhôm hoặc là sắt gì đó? Tại vì cái gỗ của mình á là nó dẫn điện dẫn nhiệt kém nên rất thích hợp cho vô cái máy ép trứng của mình. Vì nó không, cái trứng của mình nó không chịu ảnh hưởng bởi những cái vật liệu kim loại đó, gỗ hoặc là nhôm gì đó. Gỗ hoặc lơm thì nó nhanh hơn cái sắt hoặc nhôm chứ. Sắt hoặc nhôm gì nó làm nhanh hơn, ra thợ làm mau hơn cái gỗ nó nhiều. Gỗ nó làm khó khăn lâu lắm. Thì mình cũng dùng lưới này, lưới chống sét ở dưới, phía dưới giữ trứng lại. Là những sợi kẽm. Đây là những sợi kẽm. Các bạn xem những cái sợi kẽm mình
được bọc bởi một cái lớp mà gọi là cái màng 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 co, màng gút của mấy cái sợi dây điện á. Các bạn ra tiệm điện tử các bạn mua nhiều lắm, để mình cho nó tiếp xúc với trứng á, nó không nghe tiếng lạch cạch rất là khó khó nghe. Mình dùng cái này mình chồng nó vô nên nó rất là im, cái máy nó hoạt động rất là im. Thì mình cũng sử dụng cái motor đảo, chậm á. Thì cái đảo ngang thì nó cũng có nhiêu vậy thôi, không có gì khác á. Nhưng mình thích dùng cái đảo ngang hơn cái đảo nghiêng. Cái đảo nghiêng nó mình cũng có sử dụng qua, mình thấy nó không hiệu quả bằng cái đảo ngang này. Vì cơ bản á, các bạn thấy con gà hoặc là con la lai ấp á, có khi nào mà nó dựng cái trứng nó lên gì đâu. Các bạn để ý xem, có khi nào mà cái trứng nó dựng lên đi, tại vì cái đảo nghiêng á là đảo 45 độ, là nó dựng cái trứng lên gì, nó nghiêng qua gì, nó nghiêng qua như thế này này, nó dựng lên, nó nghiêng qua như thế này. Tôi thấy mình sử dụng cái đảo ngang thì cũng có lý do của nó. Các bạn thấy để ý thì con gà hoặc là cái bất cứ cái con gì, con la la nó ấp luôn, có khi nào mà nó dựng cái trứng nó đứng lên đâu, không khi nào nó dựng cái trứng nó lên. Còn cái trứng gà thì ấp như thế nào rất là dễ rồi, trứng gà mà các bạn khỏi cần độ ẩm đâu gì hết trơn, cứ để vô đúng nhiệt độ là nở à. Còn cái trứng la le này thì nó hơi khó hơn. Các bạn nào đã từng ấp trứng la le rồi, từng đã bị luộc, bị chết con rồi thì các bạn chia sẻ cho mình ha. Mình cũng bị nhiều rồi chứ không phải là hay ho gì đâu, mắc rất là nhiều trứng mấy mùa trước rồi. Mua nhiều máy trên thị trường nên thiết kế ra rất là nhiều, cũng thất bại rất là nhiều rồi, mình mới rút ra được kinh nghiệm, mình mới làm cái máy này nó mới vừa ý mình thôi. Thì đó là cái quạt, đó là cái quạt, nó thổi cái hơi nóng từ cái bóng đèn xuống. Mình sử dụng cái bóng đèn sợi tóc này 60W, 70W cũng được nữa các bạn. Vì cái bóng đèn này á, là mình mua dễ, rất là dễ. Mình không có sử dụng cái mai so hoặc là sử dụng cái gì sợi carbon gì đó. Vì sao? Nếu mà cái đó mà nó hư á, mình tìm mua ở ngoài thị trường rất khó luôn á. Mình phải vô công ty, vô gửi xa rồi mua mới có. Trong khi đó lỡ như mà cái trứng mình nó đang trong quá trình mà gần nở á, mà nó bị hư như vậy, trục trặc vậy là nó hư hết luôn. Đang ấp gì là trục trặc thì mua mất 1 ngày 2 ngày thời gian của mình là nó hư hết trứng. Mình vẫn sử dụng cái bóng đèn sợi tóc. Mình dùng cái miếng alu á, mình cách ngang cái bóng đèn như thế này để cho cái hơi nóng nó, cái ánh sáng nó không có truyền trực tiếp vô trứng, nó không có thổi trực tiếp vô trứng, để cho cái độ độ hơi ẩm, hơi nóng rồi đó, nó không có cục bộ ở trong cái máy của mình, nó không có chỗ này nóng rồi chỗ kia lạnh, chỗ này như thế nào đó cho nó đều. Thì bên đây là cái bộ phận tạo ẩm của mình, nó đang chảy nước. Đây là cái bộ phận tạo ẩm, cái bộ phận phun sương tự động đó. Mình có dùng cái mình có thiết kế một cái bộ phận nè, đó nó sẽ thổi hơi ẩm lên, các bạn xem ha, nó thổi hơi ẩm lên trên toàn cái máy của mình. Tại vì cái trứng nó le này nó cần cái độ ẩm nó cao hơn cái trứng gà, nên mình sử dụng cái phun sương tự động đó, nó phun lên nó tạo ẩm. Mình có thiết kế cái châm nước đó, châm nước tự động luôn, khi mà nó đầy nước đó, nó sẽ ngắt. Mình sử dụng này, này hơi hơi hẹp quá quay không được đó. Có cái phao này các bạn, này cái phao này, khi mà nước nó đầy á, là nó sẽ tự động nó ngắt, thì khi hết nước nó sẽ tự nó châm vô. Mình chỉ việc là mình thấy cái bình nước ở trên này nó hết á, mình cứ châm nước ở trên này thôi, rồi mọi thứ là do máy nó làm hết đó. Nó rất là nhiều chi tiết, mình nói sơ sơ vậy thôi đó. Nó phun lên vậy á thì nó có cái đầu dò ẩm ở đây, đây cái đầu dò ẩm với cái đầu dò nhiệt nè. Khi mà độ ẩm nó đủ á là cái điều khiển này nó tự nó ngắt,
là cái phun sương mình nó không hoạt động nữa, giống như cái đầu dò nhiệt vậy đó. Khi mà nhiệt độ ở trong đây nó đủ á, thì nó sẽ ngắt, tự ngắt. Mình có thiết kế mấy cái lỗ trên đây này, mấy lỗ này để cho nó thoát cái CO2 lên á. Trứng trứng nó vẫn hô hấp nha các bạn. Trứng nó vẫn hô hấp qua những cái lỗ nhỏ ngoài vỏ trứng đó, thải cái khí CO2. Thì mình cái quạt của mình á là nó quay, mình cho nó thổi gió xuống đây, thổi gió xuống đây vào cái mùa nắng á, nhiệt độ bên ngoài môi trường nó cao á, là mình mở cái lỗ này ra để cho một phần mở cái lỗ trong đây ra, cho một phần hơi nóng nó sẽ thoát ra ngoài, nó sẽ ra bên bên ngoài bên đây nè, đây rồi một phần hơi nóng nó sẽ vô đây, bên đây cũng vậy, một phần hơi nóng nó sẽ vô đây, bên đây trên cái quạt này, các bạn thấy không? Đây, thổi xuống đây, một phần hơi nóng nó sẽ ra ngoài và một lượng gió nó sẽ vô ngay giữa đây, ngay chính giữa này á, là nó hai cái luồng gió nó va chạm với nhau, nó sẽ đẩy CO2 lên đây, đây sẽ đẩy CO2 lên lên trên cái lỗ trên đây. Nó sẽ thoát ở trên những cái lỗ này. Và một không khí của mình lúc nào nó cũng đảo lòng vòng ở trong cái máy mình, nó đều hơn, nó không có cục bộ, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiệt độ, độ ẩm và đảo trứng thôi, cái máy vậy thôi, đâu có gì khó đâu các bạn. Vậy đó mà những cái máy trên thị trường á, mình lắp mấy mùa trước á, không đạt, không hiệu quả bằng những cái máy mình thiết kế, cái máy này thiết kế của mình. Ở trên đây là cái lỗ, đây mình quay là ở trên đó là cái lỗ để nó lấy oxy vô đó quạt này, lấy oxy vô cái lỗ này là cái quạt này nó hút oxy vô, đồng thời nó thổi xuống cái bóng đèn, lấy nhiệt từ cái bóng đèn nó thổi vô cái máy của mình, rồi hai bên nó thổi vô như vậy. Đây, nó tạo một cái va chạm ở trên chính giữa này, nó sẽ đẩy oxy CO2 lên. Vậy vô đây là mùa đầu mùa nên trứng, cái lượng trứng nó cũng không nhiều đâu, chắc mình vô lần chắc khoảng trăm ngoài trứng vậy, cái này chắc khoảng trăm ngoài trứng. Do mình lúc mình lựa ra mình không chính xác được, tại vì một cái ô như vậy là 10 trứng, nhiều khi nó có những trứng không cồ hoặc những trứng chết phôi gì đó, nó không chính xác mấy, nói chung là khoảng trăm ngoài trứng vậy đó. Còn ở trên đây thì mình để cho nó cái trứng nở, những trứng nào nở mình để lên đó. Đây mình nói sơ về cái máy trứng mình thôi. Thì đây là những cái thiết kế của riêng mình. Còn mình quay cho các bạn xem mấy con la le đầu mùa. Năm nay mình sử dụng cái con gà mái để thay cho cái bóng đèn này, để mình tiết kiệm điện hơn. Tại vì mình cái số lượng nhiều á, thì cái lượng bóng đèn này nhiều thì nó tăng điện hơn, sẽ tăng chi phí hơn. Thì mình sử dụng cái con gà mái. Mỗi con gà mái như thế này á, là giữ 20 con la le. Nó giữ con, nó ấm con luôn. Khi nào mà con nó bự thì mình bắt con gà mình thả ra. Nó mạnh khỏe, nó đủ giữ nhiệt cho nó thì mình bắt con gà mình thả ra. Đó. Đây là bầy la le được 10 ngày tuổi nha các bạn. Con gà như thế này là giữ 20 con. Mình cho nó ăn ở dưới nước như thế này. Con gà mái nó ăn chung luôn. Con mẹ gà mà con la le. Các bạn ha, video cũng hơi dài rồi, mình xin chào các bạn ha. Các bạn có quan tâm thì các bạn bấm vào cái đăng ký ở phía bên dưới và bấm vào cái chuông để đón nhận những cái video mới mình cập nhật tiếp theo. Rồi, xin chào các bạn ha.